nghĩ là cho xem lại video, nhưng mà như vậy nếu mà xem lại video thì mất rất nhiều thời gian ạ. Nó những cái 35 phút thôi thì chúng ta không đủ thời gian để xem lại đâu ạ. Thì xin thầy cô thông cảm và chúng ta sẽ về vào mạng để xem lại sau. Vâng. Thế bây giờ lúc nãy thì lúc trước khi nghỉ thì cô có đề nghị các thầy cô là vâng, tôi đã thấy là có thêm mấy ý kiến nữa trước khi nghỉ. Tôi xin là đọc thêm ba ý kiến nữa trước khi nghỉ để cho các thầy cô xem được. Vâng. Vâng. Trường tiểu học và trung học cơ sở Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Các thầy cô có đưa thêm ý kiến là phương pháp đa dạng, học sinh tích cực, thời gian rèn luyện, sản phẩm phong phú. Nhiều nhóm thì tiếp một sản phẩm chưa hoàn thành, nên theo em cách hai giáo viên cho các em thêm thời gian để hoàn thiện sản phẩm, như vậy sản phẩm mới hiệu quả. Trường trung học cơ sở An Mỹ cho rằng các hoạt động phù hợp, học sinh tích cực chủ động, học sinh thuyết trình tốt. Trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Thủy, A Lưới có ý kiến là sản phẩm chưa đa dạng, đề xuất thay đổi phần này nên để cho mỗi học sinh tự tạo sản phẩm thì sản phẩm sẽ đa dạng hơn. Vâng. Trường trung học cơ sở Tô Hiệu cho rằng là phương pháp lên lớp của giáo viên linh hoạt phù hợp với nội dung chủ đề, học sinh tích cực chủ động. Tuy nhiên là nên giới hạn thời gian cho các nhóm trình bày và có sự phản biện của các thành viên nhóm khác. Vâng, xin cảm ơn các thầy cô về các ý kiến chia sẻ, nhận xét của mình. Thế bây giờ tôi xin tổng kết các ý kiến và thêm nữa là tôi sẽ đưa ra cả ý kiến cá nhân của tôi mang tính chất là định hướng cho cái hoạt động trong cái nội dung này. Các thầy cô thấy rằng là trong cái khi tổ chức cho học sinh thực hiện các cái hoạt động về cái nội dung là cảnh quan thiên nhiên quê hương tôi, thì cô giáo đã thực hiện trọn vẹn một cái, ngoài cái hoạt động khởi động ra thì cô cũng đã thực hiện trọn vẹn một cái quy trình trải nghiệm, bao gồm từ cái hoạt động khám phá kết nối là hoạt động 1, cho đến hoạt động thực hành là hoạt động 2, rồi đến hoạt động vận dụng, đúng không ạ? Vâng. Thế bây giờ về cái hoạt động khởi động thì nó có điểm gì là tích cực? Thì các thầy cô thấy rằng là cái thứ nhất đấy, nó có cái tích cực, tức là cái trò chơi này rõ ràng là nó gần gũi với cái chủ đề về cái cảnh quan thiên nhiên quê hương tôi, có đúng không ạ? Cái trò chơi rất là gần gũi với chủ đề, cái việc chọn trò chơi này là sát với chủ đề và phù hợp. Cái thứ hai nữa là đây là một cái trò chơi nó theo cái cách tổ chức như của cô ấy, thì nó cũng dễ tổ chức và dễ thực hiện và nó cũng phù hợp với cái học sinh lớp 7, đúng không ạ? Vâng. Tuy nhiên thì về cái hoạt động khởi động này thì chúng tôi thì cũng thấy là nó có một vài cái mà chúng ta nên khắc phục. Cái thứ nhất ấy là chúng ta thấy rằng là đây là học sinh lớp 7 rồi, cho nên là không nhất thiết là cô phải đứng ra là người quản trò, đúng không ạ? Mà nên là để cho một học sinh nó đứng tự điều khiển cái trò chơi là được, không cần phải thiết phải cô giáo đứng ra,
Thế thì đấy là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là ta cũng thấy rằng là cái trò chơi cô tổ chức như vậy, tuy nhiên thì nó cũng chưa thật sự là vui, đúng không ạ? Dễ tổ chức, dễ thực hiện, nhưng mà với cái cách tổ chức như này thì nó cũng chưa thật sự là vui, chưa thực sự là có nhiều học sinh được tham gia. Thế bây giờ thì với cái trò chơi này, với cái hoạt động khởi động của cái nội dung này thì ta nên tổ chức như thế nào? Thì có rất nhiều cái cách tổ chức khác nhau, có rất nhiều cách. Nếu mà vẫn muốn dùng cái phương pháp trò chơi ấy, thì tôi cũng rất tán thành với ý kiến của một số thầy cô trong lớp mình vừa nói, tức là nên thay vì tổ chức cái trò chơi như cô giáo đã làm thì ta có thể tổ chức dưới dạng là thi tiếp sức. Thi tiếp sức viết tên các cái danh lam thắng cảnh của địa phương và của đất nước Việt Nam lên trên bảng. Và trong một cái sau một cái thời gian quy định thì dừng lại, thì cái nhóm nào viết được tên đúng của nhiều cảnh quan thiên nhiên của Việt Nam hoặc của quê hương địa phương mình thì cái nhóm nó sẽ thắng cuộc. Và cái tiếp sức ở đây thì các thầy cô có thể tổ chức chơi hai nhóm, thậm chí là ba nhóm, bốn nhóm cũng được, miễn là ta cái bảng ta đủ rộng thì ta kê ta kẻ cái bảng ra thành ba cột hay bốn cột, đúng không? Nếu còn bảng hẹp thì ta tổ chức chơi theo hai nhóm, và cứ lần lượt các em thành viên của mỗi nhóm lên viết tên cái danh lam thắng cảnh, sau đó quay trở về trao bút hoặc là trao phấn cho bạn ở một bạn khác ở nhóm mình, thì bạn đó lại lên viết tiếp, và cứ như vậy hết thời gian quy định thì nhóm nào ghi được tên nhiều danh lam thắng cảnh hơn thì nhóm đó sẽ thắng cuộc. Thế thì đấy là một cách chơi mà tôi nghĩ nếu mà tổ chức chơi như vậy thì nó sẽ vui hơn, đúng không ạ? Và nó sẽ, tức là học sinh nó được vận động, nó chạy đi chạy lại rồi nó trao bút cho nhau, giữa em nọ với em kia, nó tạo một cái thế rất khẩn trương. Và như vậy thì nó sẽ rõ ràng nó vui hơn, nó tạo cái sức cạnh tranh thi đua nhiều hơn là học sinh cứ ngồi dưới và nói. Cái trò chơi này thì trò chơi khởi động thì cũng có thể tổ chức theo cách khác. Ví dụ như là chúng ta cũng có thể đố giữa các nhóm học sinh, và cái nhóm đố thì sẽ có thể nêu một vài một hai cái đặc điểm của cái danh lam thắng cảnh đó, và đề nghị nhóm bạn phải đoán xem là đó là danh lam thắng cảnh gì, đúng không ạ? Cứ thay nhau, cứ nhóm này đố thì nhóm kia đoán, xong ngược lại nhóm này nhóm thứ hai đố thì nhóm một lại phải đoán. Thế thì đấy cũng là một cách chơi. Hoặc là các thầy cô có thể tổ chức cho học sinh chơi dưới cái dạng là nghe nghe một lời, nghe một một đoạn hoặc một cái câu hát, và phải học sinh phải trả lời xem là cái bài hát đấy đó là bài hát gì, và bài hát đấy là ca ngợi cái, nói về cái danh lam thắng cảnh nào của địa phương hay của đất nước. Thì đấy cũng là một cách chơi. Hoặc là xem hình ảnh và đoán tên cảnh quan thiên nhiên hoặc tên tên của danh lam thắng cảnh của địa phương hoặc của đất nước, thì đấy cũng là một cách chơi khác. Hoặc là các thầy cô có thể là thế này, là chúng ta vẽ, chúng ta có một cái bản đồ địa phương lớn ở trên bảng, và chúng ta phát cho các cái nhóm các cái mẫu bìa hình tròn hoặc là hình vuông, và trên đó ghi tên một cái danh lam thắng cảnh của địa phương hoặc là của đất nước, và học sinh sẽ phải cầm cái tờ bìa đó có tên cái danh lam thắng cảnh đó, và lên gắn trên cái địa trên cái bản đồ của địa phương hoặc gắn trên cái bản đồ của Việt Nam, để xem là cái danh lam thắng cảnh ấy nằm ở cái vị trí địa lý nào. Vâng, thì đấy cũng là một cách chơi cũng rất là hay, mà lại có tích hợp với những môn địa lý tự nhiên, đúng không ạ? Vâng. Tóm lại thì thậm chí là học sinh chỉ đơn giản là các em nghe nghe một cái bài hát nói về một cái danh lam thắng cảnh để mà vào đề bài này cũng được, hoặc là cho các em xem một cái video giới thiệu về một số cái cảnh quan thiên nhiên ở địa phương hoặc là của đất nước thì để vào đề cái bài này cũng được ạ. Như vậy là với cái hoạt động khởi động này thì có rất nhiều cái cách khởi động khác nhau, đúng không ạ? Và cái trò chơi mà cô giáo đây tổ chức chỉ là một cách thôi, còn các thầy cô có thể lựa chọn tùy.
xem là ta có thể lựa chọn cái cách gì để khởi động cho cái trò chơi này cho nó phù hợp với học sinh của mình và phù hợp với cái điều kiện thực tế về cơ sở vật chất của địa phương mình thì các thầy cô có thể tổ chức. Và đấy là cái hoạt động khởi động. Bây giờ sang cái hoạt động một. Hoạt động một tức là học sinh chia sẻ cái thu hoạch của các em sau khi đi tham quan một cảnh quan thiên nhiên ở địa phương. Thế thì tôi cũng rất là ngạc nhiên khi mà có thầy cô nói rằng là cái hoạt động khám phá kết nối này là khó thực hiện với những cái vùng khó khăn, với những cái vùng sâu vùng xa. Thế thì tôi nói thật với các thầy cô là như này, có lẽ là ở các thành phố như là Hà Nội hoặc là thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh các thứ thì tôi nghĩ là đi tham quan cảnh quan thiên nhiên có khi còn khó hơn là ở các cái vùng nông thôn miền núi. Vì làm sao ạ? Vì ở các vùng nông thôn miền núi là các em cứ ra khỏi cửa ngõ là đã có cảnh quan thiên nhiên rồi. Và tôi về chúng tôi mà đi về các cái vùng quê hoặc là lên những cái vùng miền núi thì chúng tôi thấy cảnh ở đâu cảnh quan thiên nhiên cũng rất là đẹp. Và có thể là các em chẳng cần phải đi tham quan mà các em cứ trên đường đi học, các em đi qua những cánh đồng, các em đi qua những cái rừng cây, các em đi qua những cái dòng suối, đi qua những cái khe núi là đã thấy những cái cảnh quan thiên nhiên đẹp rồi. Cho nên tôi nghĩ là cái việc học sinh đi qua hàng ngày đi qua khi đi học qua hay là đi chợ phiên qua hoặc là các em đi lao động làm nương làm rẫy với gia đình hoặc đi làm nông nghiệp phụ giúp gia đình thì chính những cái lúc ấy là các em đã có những cái hiểu biết về cái cảnh quan thiên nhiên ấy cũng như là có những cái cảm xúc nhất định. Mà bây giờ thì các em chỉ có viết lại những cái cảm xúc đó và chia sẻ những cái thu hoạch những cái cảm xúc đó với thầy cô và bạn bè thì tôi nghĩ cái việc này thì không không thể nói rằng là chỉ có vùng phát triển học sinh mới thực hiện được cái hoạt động này mà tôi nghĩ càng ở các cái vùng nông thôn vùng miền núi vùng biển thì những cảnh quan thiên nhiên nó càng đẹp và nó càng có ở khắp nơi để cho các em hàng ngày các em đi qua hàng ngày các em chiêm ngưỡng và các em có những cái cảm nhận về nó. Thế thì với cái hoạt động này thì tôi thấy là có những cái điểm tích cực như sau, các thầy cô có thể học tập. Thứ nhất là cái việc là giao nhiệm vụ cho học sinh. Thế thì ở đây thì chúng ta phải xác định rằng là cô giáo đã giao nhiệm vụ trước cho học sinh là đi tham quan một cái cảnh quan thiên nhiên ở địa phương và chuẩn bị cái thu hoạch của các em về cái cảnh quan thiên nhiên ấy, về những cái cảm xúc của các em khi đứng trước cái cảnh quan thiên nhiên ấy. Cái việc giao nhiệm vụ ở đây là rất rõ ràng, đúng không ạ? Rất rõ ràng. Cái thứ hai nữa là tôi thấy là có một cái điểm tích cực trong cái mà các thầy cô nên học tập trong cái hoạt động này của cô giáo, tức là cô giáo không khi mà vào cái hoạt động một này thì cô giáo không yêu cầu là từng học sinh lên chia sẻ về cái cảnh quan thiên nhiên, cái thu hoạch của các em về cảnh quan thiên nhiên ngay mà cô giáo yêu cầu là các em thảo luận nhóm trước và chia sẻ trong nhóm. Từng em sẽ chia sẻ trong nhóm cái thu hoạch của mình. Sau đó thì mỗi nhóm sẽ chọn lấy một em để mà chia sẻ trước lớp. Thế thì cái cách làm như thế tôi cho là rất hay. Nó hay ở chỗ nào ạ? Nó hay ở chỗ là cô giáo đã tạo cơ hội cho tất cả các học sinh đều được chia sẻ cái thu hoạch của mình. Vì là trong cái khoảng thời gian là mấy phút đó thì mỗi em chỉ cần có một phút là em có thể chia sẻ được cái thu hoạch của mình trong nhóm rồi. Sau đó thì trước lớp thì cô giáo chỉ cần mời đại diện của mỗi nhóm chia sẻ thôi và như vậy là cái thời gian thảo luận ở lớp chỉ cần độ bốn nhóm thì có bốn em nữa chia sẻ thôi. Như vậy tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chứ còn nếu như mà chúng ta tổ chức cho học sinh mà chia sẻ trước lớp luôn thì nhiều nhất trước lớp thì cô giáo cũng chỉ mời bốn năm học sinh chia sẻ trước lớp thôi vì nó không đủ thời gian.
Thế thì những em kia sẽ không được tạo cơ hội chia sẻ tuổi của mình. Thế thì đấy là một cái điểm mà tôi nghĩ là cái cách tổ chức của cô như thế là phù hợp để tạo cơ hội cho mọi học sinh đều được chia sẻ cái trải nghiệm của mình. Thế bây giờ có những cái điểm gì là cái điểm mà các thầy cô cần chú ý và cần rút kinh nghiệm? Thì tôi thấy có mấy cái điểm như sau. Cái thứ nhất ấy là cô giáo có giao nhiệm vụ là trong 5 phút các nhóm sẽ thảo luận trong 5 phút để chia sẻ về cái thu hoạch cá nhân của mỗi thành viên khi đi tham quan cái cảnh quan thiên nhiên này. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái 5 phút này thì nếu mà nhóm mà khoảng 5 học sinh thì phù hợp. Nhưng mà nếu nhóm đông, nếu mà nhóm của 6, 7, 8 học sinh thì 5 phút không đủ để tất cả các học sinh trong nhóm đều được có cơ hội để chia sẻ. Thì cái chỗ này là các thầy cô chú ý là cái thời gian để chia sẻ trong nhóm thì các thầy cô tính toán cho nó kỹ để làm sao cho là đủ để cho các nhóm, đủ thời gian cho các cá nhân trao đổi được trong nhóm. Mỗi em sẽ khoảng tối đa là 1 phút, gần 1 phút là được. Cái điểm thứ hai nữa thì chúng tôi thấy chỗ này phải rút kinh nghiệm này. Cô giáo có giao cho cái nhiệm vụ rất rõ ràng là học sinh sẽ chia sẻ trong nhóm, sau đó thì mỗi nhóm sẽ cử một đại diện để chia sẻ trước lớp. Thế thì đến khi mà cho chia sẻ trước lớp thì cô giáo nên để các nhóm họ cử, đúng không ạ? Thay vì cô giáo lại hỏi xem là em nào xung phong và lại gọi. Thế thì cái này thì ta giao nhiệm vụ cho học sinh như thế nào thì ta hãy để cho học sinh thực hiện đúng theo cái nhiệm vụ của chúng ta giao, là để cho nhóm tụ và đưa mời đại diện nhóm 1 thì nhóm 1 đã cử bạn nào, đúng không ạ? Hay là đưa mời nhóm 2 thì nhóm 2 cử bạn nào đại diện chia sẻ thì để cho nhóm hoặc giới thiệu. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là sau cái hoạt động chia sẻ nhóm thì cô lại chỉ gọi 2 học sinh của 2 nhóm lên trình bày thôi, nên chia sẻ thu hoạch. Thì như vậy là không bình đẳng giữa các nhóm. Cái chỗ này thì chắc là cô vội. Thế nhưng mà vội gì thì vội. Mỗi nhóm thì cô đã sau nhiệm vụ là sau đó đại diện các nhóm sẽ lên trình bày cái thu hoạch của bản thân mình. Thế thì phải tạo cơ hội bình đẳng cho các nhóm chứ, tại sao chỉ có 2 nhóm được cử đại diện lên trình bày thôi, còn 2 nhóm kia thì không được trình bày. Thế thì cái này là cái mà chúng ta cũng phải lưu ý. Một cái điểm lưu ý nữa là cô giáo thì không quy định cái thời gian trình bày của nhóm, chuyên dẫn đến là nhóm thì trình bày dài, nhóm thì trình bày rất là ngắn, đúng không ạ? Mà lại chỉ có 2 nhóm được trình bày thôi. Thì cái này thì như lúc nãy tôi đã nói trong cái phần về gọi là các cái bước tổ chức một cái hoạt động học tập rồi, là chúng ta phải quy định cái thời gian trình bày cho các nhóm để cho học sinh nó trình bày nó đúng theo thời gian quy định, mà nhóm nào trình bày quá thì ta cắt đi để còn dành cái thời gian cho các nhóm khác. Một cái điểm thứ nữa ở trong hoạt động này thì tức là phải nói là cô giáo thì chuẩn bị cái cho cái tiết học này rất là kỹ, tức là cô cũng đã chuẩn bị những cái tư liệu về các cái cảnh quan thiên nhiên của Hà Nội để tổng kết lại cho cái hoạt động 1. Tuy nhiên ở đây thì có 2 cái điều. Một cái là nếu mà cái cảnh quan gì mà học sinh nó đã trình bày rồi, nó trình bày kỹ rồi, thì tôi nghĩ là đến cái phần nó bút lại của cô thì cô cũng chỉ cần lướt qua thôi, không cần phải dài. Ví dụ như là cái em Mai Anh chẳng hạn, thì nó có nói về cái suy yến, cái thu hoạch của nó khi mà đi tham quan suy yến Hà Nội. Thì nếu mà cái phần này của nó nói khá là kỹ, thì nếu mà khi cô giáo bút lại thì cô giáo cũng chỉ cần là
đi lướt về Suối Yến thôi, mà nói là cái phần Suối Yến này, về cái cảnh quan Suối Yến rất là nổi tiếng này, thì bà Mai Anh trình bày rất kỹ rồi, và cô đi vào giới thiệu cái cảnh quan khác, chứ không nhất thiết là lại phải đi lại từ đầu cái Suối Yến nữa, mà trùng với những cái nhận xét của học sinh. À, một cái nữa tức là tôi nghĩ là cái phần này của cô ấy thì cũng có thể để cuối tiết học, để tổng kết tiết học cũng được, cũng không nhất thiết là phải phải để ngay sau cái hoạt động một. Ngay sau hoạt động một thì cô chỉ cần nói rằng là qua cái phần trình bày thu hoạch các bạn thì chúng ta thấy là Hà Nội chúng ta có rất nhiều cái cảnh quan thiên nhiên đẹp, đúng không ạ? Ví dụ như thế này này, thế là được. Thế còn thì cái phần mà cô đã chuẩn bị rất công phu ấy, thì có thể để vào cái phần kết luận cuối cùng sau tiết học, thì tôi nghĩ cũng rất là tốt. Thế mà sang đến cái hoạt động 2 là cái hoạt động thực hành. Thế cái hoạt động thực hành ở đây thì là cô giáo giao cho là các nhóm sẽ, mỗi nhóm sẽ thiết kế một cái sản phẩm để mà giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên ở địa phương, cũng như là kêu gọi mọi người là bảo tồn cái cảnh quan thiên nhiên. Thế thì các thầy cô thấy là ở đây thì nó có một cái ưu điểm, tức là một là cô giáo cũng giao nhiệm vụ rất rõ ràng, và cái này là cô giao nhiệm vụ từ tiết trước không, đúng không ạ? Từ tiết trước là trên học sinh nó có một cái sự chủ động trong cái việc là chuẩn bị những cái nguyên vật liệu. Một cái nữa tức là chúng ta thấy rất là hay ở cái chỗ là cô giáo không 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 cứng trong cái việc là áp đặt là nhóm này phải làm sản phẩm gì, nhóm kia phải làm sản phẩm gì, mà cô chỉ đưa ra cái yêu cầu về nội dung sản phẩm thôi, và cô gợi ý những hình thức sản phẩm khác nhau để cho các nhóm lựa chọn tùy thuộc vào cái năng lực sở trường và hứng thú của học sinh. Thế thì cái đấy là nó chứng minh cho cái tính mở linh hoạt của sách giáo khoa của chúng tôi, đúng không ạ? Mà tôi cũng đã giới thiệu từ đầu. Thế thì với cái hoạt động này thì chúng ta thấy là có cái điểm tích cực nữa là học sinh nó rất là hứng thú, nó làm việc rất là tích cực, đúng không ạ? Và nó lựa chọn những cái hình thức trình bày sản phẩm nó rất là riêng của nó. Và chúng ta thấy cái sự tham gia của học sinh vào trong các cái và trong cái hoạt động này là rất là tốt, cũng như là cái việc mà các em trình bày giới thiệu cái sản phẩm cũng rất là hay, rất là hay. Thế thì bây giờ có những cái điểm gì mà chúng ta có thể là cần phải chú ý hơn khi mà sử dụng cái tổ chức cái hoạt động này cho học sinh, thì tôi thấy có mấy cái như sau. Thứ nhất đấy là ta phải quy định rõ cái thời gian trình bày cho các nhóm, cái thời gian trình bày giới thiệu sản phẩm cho các nhóm. Thì cái này là vì cô giáo không quy định, cho dẫn đến là nhóm thì trình bày rất là dài, như là cái nhóm 2 là các em trình bày rất là dài, thậm chí là còn dài hơn cả cái chỗ mà các thầy cô vừa xem cơ, mà đấy là cái nhóm quay ấy, người ta phải cắt bớt đi để cho nó đảm bảo cái 35 phút. Cái thứ hai ấy là ở đây là có bốn nhóm, có bốn sản phẩm khác nhau, và trên thực tế thì cô có tổ chức cho đại diện của bốn nhóm lên trình bày cái sản phẩm của nhóm mình, cả bốn nhóm đều được trình bày. Nhưng mà ở cái video mà các thầy cô vừa xem ấy, thì tôi thấy các thầy cô phát hiện ra một cái điều rất là đúng, là chỉ có hai nhóm đại diện, hai nhóm được lên giới thiệu thôi. Một nhóm là trình bày về cái các cái slide, cái PowerPoint mà các em làm, và một nhóm là nó trình bày về các cái nón lá của các em vẽ trên nón lá. Chỉ có hai nhóm là trình bày, thế hai nhóm kia thì lại không thấy có cái phần trình bày trên video. Thì chỗ này thì tôi phải thanh minh cho cô giáo là cô giáo có tổ chức cho cả hai nhóm được, bốn nhóm đều được trình bày. Tuy nhiên thì do cái thời lượng của băng hình nó vượt quá cái quy định,
cho nên cái nhóm mà biên tập video là cái nhóm các cái người ta quay ấy, người ta lại cắt mất cái phần trình bày của hai nhóm sau. Thế nên là dẫn đến cái chuyện là chúng ta hơi bị hụt thẫn chỗ này. Và trên thực tế khi các thầy cô mà về tổ chức cho học sinh thực hiện cái chủ đề, thực hiện cái tiết này, thì xin các thầy cô là phải tổ chức cho cả hai nhóm, à có bốn nhóm đều phải trình bày, nếu như là lớp các thầy cô có bốn nhóm. Một cái điểm nữa thì xin các thầy cô chú ý hộ, tức là cái video các thầy cô vừa xem thì như tôi đã giới thiệu lúc đầu, nó không phải là một tiết mà nó là hai tiết. Và ở tiết 1 thì học sinh mới bắt đầu làm được một phần cái sản phẩm thôi. Và sau đó thì em về nhà làm tiếp ở nhà. Và đến tiết 2 thì em trình bày giới thiệu triển lãm và giới thiệu cái sản phẩm của mình. Như vậy là cái quá trình làm cái sản phẩm này là nó từ nửa cái tiết 1 và nó về nhà nó làm tiếp, chứ không phải là hoàn toàn làm tiết 1. Thì đấy xin các thầy cô chú ý. Và đến cái phần bình chọn, tổ chức bình chọn ấy, thì chúng tôi thấy là cô giáo thì cũng nên là lưu ý cái này. Thứ nhất ấy là chúng ta hướng dẫn học sinh các cái tiêu chí bình chọn. Ở đây thì cô giáo cũng đã nêu ở trên bảng, cũng đã chiếu lên bảng cái tiêu chí về mặt nội dung là thế nào, rồi tiêu chí về hình thức thế nào. Tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ là khi bình chọn thì chúng ta vẫn phải giữ nguyên các cái tiêu chí đó trên bảng để học sinh bình chọn cho nó có căn cứ, và cũng có thể là tăng thêm một cái tiêu chí bình chọn nữa, đấy là cái tiêu chí về cái giới thiệu, cái phần giới thiệu sản phẩm, thuyết trình giới thiệu sản phẩm của các nhóm. Thì cái này cũng rất là quan trọng, cho nên là cô giáo có lẽ cũng khi chúng ta về địa phương tổ chức ta cũng có thể thêm cái tiêu chí đó. Một cái điểm nữa là giáo viên thì không nên đưa ra những cái nhận xét chủ quan của mình trước khi cho học sinh bình chọn. Thế thì ở đây thì cô giáo nhiều khi là cũng, tôi nghĩ là cũng không, cũng là vô tình thôi, thì cô lại đã khen luôn là cái phần thuyết trình PowerPoint rất là ấn tượng, rồi rất là cái gì đấy của bạn Dũng Anh, rồi cái phần nón lá rất là thú vị, rồi rất là hấp dẫn của bạn nhóm bạn Mai Anh vân vân. Thì tôi nghĩ là khi mình chọn, trước khi mình chọn thì cô chỉ đưa ra tiêu chí bình chọn thôi, và để cho học sinh nó tự bình chọn một cách khách quan, chứ cô lại đưa ra những cái ý kiến của mình trước khi học sinh bình chọn thì nó lại gần như là mang cái tính chất định hướng cho học sinh mất rồi. Thì chỗ này chúng ta chú ý. Một cái điểm nữa là khi tổ chức, trước khi tổ chức cho học sinh bình chọn ấy, thì cô giáo phải nói rõ là mỗi người chỉ được giơ tay bình chọn một lần thôi. Và khi bình chọn thì các em hãy căn cứ vào các cái tiêu chí về nội dung, về hình thức sản phẩm, và nếu có thể nữa thì là về cái phần thuyết trình giới thiệu sản phẩm. Nhưng mà chúng ta nên bình chọn một cách khách quan, không nên là nhóm nào thì mình chọn cho, chỉ bình chọn cho cái sản phẩm của nó ấy là không nên. Thì cô phải có những cái nói trước như vậy để cho học sinh nó có những cái bình chọn cho nó khách quan, tránh cái tình trạng là học sinh nhóm nào nó lại cứ bình chọn cho cái sản phẩm của nó, thì như vậy không ổn. Một cái điểm nữa tôi thấy là chúng ta cũng nên chú ý là khi mà chúng ta đã cho học sinh mình chọn và chọn ra được cái sản phẩm tốt nhất rồi, ấn tượng nhất, thú vị nhất rồi, thì ta nên có cái phần thưởng nho nhỏ cho các em, để có đấy là một cái sự động viên, một cái cố gắng của em. Chứ còn xong thì nhóm nào cũng như nhóm nào, nhất cũng như nhì như ba rồi như cuối cùng cả, thì cũng nó không làm cái, không không tạo được cái động lực cho học sinh nó ham thích hoạt động. Cho nên là chúng ta nên có những phần thưởng cho những cái nhóm mà nó có những cái sản phẩm tốt. Và phần thưởng ở đây thì có thể là rất nhỏ thôi, ví dụ như là phần thưởng thưởng cho các em mấy gói bim bim để các em ăn trong nhóm với nhau, và các em mời các bạn nhóm khác cùng chia vui với các em, thì nó rất là vui. Thậm chí mỗi nhóm thì đều được thưởng bim bim cả, nhưng mà cái nhóm giải nhất thì các em sẽ được nhiều gói hơn là những cái nhóm mà sau, thì như thế cũng vẫn được mà vẫn động viên được các em. Và một cái điểm nữa là chúng ta
nên là thể hiện cái sự tôn trọng, trân trọng, tôn vinh những cái sản phẩm học tập của học sinh bằng cách là chúng ta sẽ đề nghị là lưu lại những cái kem hãy cho mượn, lưu lại những cái sản phẩm của kem để trưng bày xung quanh lớp học. Nếu mà lớp học có điều kiện, có cái chỗ để trưng bày thì ta có thể trưng bày trong lớp học. Rồi những cái sản phẩm tốt thì ta đề nghị các em là có thể cho nhà trường mượn hoặc cho nhà trường xin để mà trưng bày trong cái phòng truyền thống của nhà trường. Tôi lấy ví dụ như vậy, tức là ta phải có cái cách nào đấy để tôn vinh những cái sản phẩm học tập tốt của học sinh. Còn một cái điều nữa là khi mà phân tích cái video này ở địa phương thì có thầy cô ở địa phương thì có đề nghị là thưa cô là chúng em tổ chức cái này có được không, là trong cái tiết một ấy thì ở cái hoạt động làm sản phẩm này chúng em chỉ cho học sinh là lựa chọn ý tưởng và lập kế hoạch để thực hiện ý tưởng đó. Sau đó thì cái việc thực hiện cái ý tưởng làm sản phẩm ấy là học sinh sẽ thực hiện ở nhà và đến tiết hai thì sẽ triển lãm, thì thế có được không? Thì tôi nghĩ là hoàn toàn được. Vâng, thế thì các thầy cô sẽ tùy vào tình hình thực tế để mà tổ chức. Thế bây giờ có một cái ý kiến mà vừa nãy thì tôi thấy là rất nhiều cái thầy cô cứ đưa lên một cái băn khoăn là thưa cô là cái tiết này thì rất hay rất tốt nhưng mà không thể thực hiện được với học sinh ở những cái vùng khó khăn đâu, mà chỉ thực hiện ở những cái vùng phát triển thôi, các vùng thành phố thì học sinh nó mới làm thế được. Còn phần ở những vùng như trường em, như địa phương em thì không thực hiện được đâu. Thì tôi thấy rất nhiều thầy cô ở các địa phương như vừa rồi đã nêu ý kiến. Thì tôi thấy thế này, bây giờ ta thử phân tích xem hoạt động nào làm được, hoạt động nào không làm được nhé. Ở cái hoạt động khởi động thì tôi đã nói rồi là chúng ta hoàn toàn là lựa chọn những cách chơi và hoặc là những hình thức khởi động khác nhau. Các thầy cô có thể cho em hát những cái bài hát ca ngợi những cảnh đẹp quê hương thì cũng được cơ mà, khởi động thế cũng được cơ mà, đúng không? Hoặc là chơi những cái trò chơi như cô giáo tổ chức thì có cái gì khó khăn đâu mà học sinh không thực hiện được. Hay là chơi cái trò chơi theo cái kiểu mà tiếp sức, viết tên các cảnh quan thiên nhiên thì có cái gì đâu mà học sinh không thực hiện được, đúng không ạ? Hay là cái hoạt động chia sẻ cái thu hoạch của bản thân học sinh thì tôi đã nói lúc nãy rồi. Càng những cái vùng mà nông thôn, vùng miền núi, vùng biển thì cảnh quan thiên nhiên càng nhiều và càng đẹp để học sinh có cái cơ hội tiếp xúc với nó, chả cần các em chả cần phải đi tham quan nữa, hàng ngày các em đi qua. Và bây giờ các em chỉ ngồi các em suy ngẫm lại để viết lên cái thu hoạch, những cái hiểu biết của các em về cảnh quan ấy và cảm xúc của các em thôi, có cái gì mà không làm được ạ? Vâng, thế còn cái hoạt động mà thiết kế sản phẩm ạ, thì thưa các thầy cô là chúng tôi nói rồi, sản phẩm đây rất là đa dạng và chúng ta không áp đặt học sinh là thực hiện cái sản phẩm này dưới hình thức nào. Tôi lấy ví dụ như là các thầy cô nói là học sinh của các thầy cô không có nguyên vật liệu để mà vẽ lên những cái bức tranh một màu, ngoài tranh hoặc là làm những cái PowerPoint trên máy tính hoặc là vẽ trên băng lá. Thế thưa các thầy cô thì các thầy cô có thể cho học sinh mình có thể là hát, tập hát những cái bài hát và trình bày biểu diễn những cái bài hát mà ca ngợi cái cảnh quan thiên nhiên ở địa phương. Cái đấy gì mà không thực hiện được ạ? À? Có đúng không ạ? Hoặc là các thầy cô có thể cho học sinh thực hiện cái sản phẩm là kem thuyết trình giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên ở địa phương với cái vai trò mình là hướng dẫn viên du lịch, đúng không ạ? Hoặc là các em có thể là làm những cái tranh bằng xé dán, đúng không ạ? Làm những cái tranh bằng lá cây, rất nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta cứ lựa cơm gắp mắm ạ. Học sinh của chúng ta có năng khiếu, có sở trường, có nguyên vật liệu về cái gì thì các em sẽ lựa chọn cái hình thức sản phẩm ấy. Không nhất thiết là phải đặt đúng các sản phẩm như là ở trong cái video này. À, tôi nghĩ là hoàn toàn là các hoạt động này hoàn toàn có thể thực hiện được, chứ không thể nói là không thực hiện được. Còn có thể là cái khả năng thuyết trình của học sinh ví dụ vùng dân tộc hay là những cái vùng sâu vùng xa, có thể là các em
nó chưa đến được cái mức mạo dạn tự tin như là học sinh ở cái video vừa rồi. Thế nhưng mà khả năng của các em trình bày được đến đâu, thuyết trình đến đâu thì các em sẽ nói đến đấy ạ. Vâng, thì có rất nhiều cách, thì xin các thầy cô chú ý. Thế còn một cái hoạt động nữa ở cái video này mà chúng ta còn chưa phân tích, đấy là hoạt động vận dụng hay là vận dụng thực tiễn. Thế thì ở cái hoạt động này thì tôi thấy là cô giáo đi nhanh quá. Cô giáo đưa ra các yêu cầu và chưa có cái sự hướng dẫn thật cụ thể cho học sinh thực hiện các cái yêu cầu này ở nhà như thế nào. Và đây là cái phần vận dụng thực tiễn, là cái phần rất là quan trọng trong cái hoạt động trải nghiệm. Thì cô giáo phải có cái hướng đưa ra yêu cầu và hướng dẫn học sinh thực hiện yêu cầu này thật cụ thể. Và cô giáo đặc biệt là phải hướng dẫn học sinh cái cách ghi chép, cũng như là cô sẽ nói rằng là cái hoạt động này sẽ có cái sự giám sát của gia đình các em, của cộng đồng, rồi của các bạn với nhau. Thế thì ta nên là dành thời gian nhiều hơn cho cái hoạt động vận dụng này để cho học sinh có thể thực hiện tốt được cái việc vận dụng này ở thực tiễn cuộc sống của các em. Thế thì đấy là cái phân tích video. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần cuối cùng, đấy là giải đáp thắc mắc. Tôi xin đọc một số cái thắc mắc mà các bạn đã nêu ra, và chúng tôi cũng mong là các bạn trong lớp mình mà ai có những cái giải pháp gì thì thay vì tôi thì các bạn hãy đưa ra cái giải đáp cho các bạn trong lớp mình để cùng nhau học tập. Bản thân chúng tôi có thể cũng học tập được các thầy cô rất là nhiều, và chúng tôi nghĩ rằng là những cái băn khoăn thắc mắc của các thầy cô về cái tổ chức hoạt động trải nghiệm này thì nó là đương nhiên thôi, bởi vì đây nó là một cái môn học mới, à một không phải môn học mới, là một cái hoạt động mới được đưa vào trong cái lần thay sách lần này, đúng không ạ? Cho nên là cái chuyện gặp khó khăn là đương nhiên, bao giờ cái mới thì cũng là cái mà chúng ta sẽ gặp khó khăn, những cái vấp váp, và cái việc tháo gỡ những khó khăn đó thì chúng ta sẽ từng bước dần dần tháo gỡ. Thế trong những cái thắc mắc mà các thầy cô nêu thì cái gì mà thuộc cái lĩnh vực chuyên môn của môn học thì chúng tôi và các thầy cô sẽ cùng nhau giải đáp nhé. Thế còn những cái phần gì mà nó mang cái tính chất là chỉ đạo, thuộc cái quyền chỉ đạo của bộ các cái thì chúng tôi sẽ nói để các thầy cô phải chờ cái chỉ đạo của bộ để mà giải quyết. Vâng, thế bây giờ chúng tôi xin đi vào những cái câu hỏi các thầy cô. Dưới nữa đi, dưới nữa đi. Từ 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 nữa. Câu hỏi đầu tiên là của trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu. Các thầy cô có hỏi thế này: hoạt động giáo dục trải nghiệm hướng nghiệp hiện nay thì chưa có giáo viên phụ trách hoạt động giáo dục theo chủ đề. Phần lớn giáo viên chủ nhiệm đảm nhận nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc soạn giảng, quá tải, cần có hướng giải quyết đến như thế nào? Vâng. Cái câu hỏi của cái điểm cầu có nickname là Dung Nguyễn thì cũng tương tự. Thì thầy cô này cũng có nói rằng là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp hiện nay chưa có giáo viên chuyên phụ trách, giáo viên chủ nhiệm đảm nhận hoạt động chủ đề cả năm nên quá tải công việc trong cái việc chuẩn bị soạn giảng. Đối với giáo viên chủ nhiệm, xin cô giáo cho ý kiến chia sẻ. Vâng, thưa các thầy cô thì tôi xin chia sẻ thế này ạ. Ở góc độ chuyên môn thì chúng tôi thấy là cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì nó có ba cái loại hình hoạt động giáo dục, đúng không? Sinh hoạt dưới cờ,
tập tục giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp. Thế thì cái hoạt động sinh hoạt dưới cờ ở trường trung học cơ sở thì nên phân công cho giáo viên tổ phụ trách và phụ trách và phối hợp thêm, có thể phối hợp thêm với cái giáo viên trực ban tuần. Thế còn cái hoạt động giáo dục theo chủ đề và hoạt động và cái sinh hoạt lớp thì nên giao cho giáo viên chủ nhiệm. Tại sao lại như vậy? Thưa các thầy cô, là bởi vì thế này. Chúng ta vừa mới nghiên cứu về cái chức năng nhiệm vụ của các cái loại hình hoạt động trong cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Thì tôi đã nói với các thầy cô là cái tiết sinh hoạt lớp là cái tiết mà học sinh sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm, chia sẻ cái việc mà các em đã vận dụng những cái kinh nghiệm mới vào trong thực tiễn cuộc sống như thế nào, những cái cảm xúc của em khi mà vận dụng những kinh nghiệm ấy vào trong thực tiễn, cũng như là những khó khăn vướng mắc mà các em gặp phải. Thế thì cái tiết sinh hoạt lớp thì là do giáo viên chủ nhiệm lớp đảm nhận rồi. Chứ nếu mà giáo viên chủ nhiệm mà đảm nhận cả cái tiết hoạt động theo chủ đề nữa thì như vậy là cái việc mà giáo viên tổ chức cho học sinh chia sẻ cái kết quả vận dụng bài học kinh nghiệm mới mà trong thực tiễn nó sẽ rất thuận lợi. Trên về góc độ chuyên môn thì chúng tôi thấy là như thế là ổn. Và thực ra thì cái với cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì các thầy cô thấy là nó không phải là kiến thức hàn lâm khoa học, mà đây nó là kiến thức về cuộc sống, kinh nghiệm về cuộc sống. Cho nên là thực ra thì giáo viên chủ nhiệm không cần thiết là đến cái mức như các thầy cô nói là gặp khó khăn trong cái việc tổ chức. Và tôi nghĩ nếu các thầy cô chủ nhiệm mà chịu khó nghiên cứu tài liệu và tham gia các lớp tập huấn là các thầy cô có thể làm tốt được cái việc này. Và thưa các thầy cô, là trong cái việc soạn giảng ấy thì chúng ta chỉ việc soạn cái tiết hoạt động giáo dục theo chủ đề thôi, còn cái sinh hoạt lớp thì chúng ta không phải soạn. Thế còn cái sinh hoạt giấy cờ thì cũng soạn rất đơn giản, và cái này là do tổng phụ trách họ soạn rồi. Cái giáo viên chủ nhiệm chỉ có dành thời gian soạn cái tiết hoạt động giáo dục theo chủ đề thôi. Và soạn cái tiết này như thế nào thì các thầy cô cũng có thể tham khảo trong sách giáo viên, thì người ta đã có gợi ý về cái các cái phương án để tổ chức cái tiết và hoạt động giáo dục theo chủ đề cụ thể rồi. Cho nên các thầy cô có thể là tham khảo lấy dựa vào đấy để mà soạn giảng, không mất nhiều thời gian đâu ạ. Vâng. Thế thì tuy nhiên thì chúng tôi thấy trên thực tế một số trường thì họ có làm như thế này. Họ có làm, tức là họ phân công các giáo viên bộ môn. Ví dụ như là những cái giáo viên mà về cái môn về cái dạy hướng nghiệp ấy, thì các thầy cô sẽ đảm nhận cái chủ đề về hướng nghiệp. Các thầy môn công nghệ ấy, thì sẽ đảm nhận cái vấn về cái phần hướng nghiệp. Rồi các thầy cô mà dạy các môn liên quan đến vấn đề môi trường ấy, như là địa lý hay là hóa rồi sinh ấy, thì các thầy cô sẽ dạy những cái chủ đề về môi trường. Rồi những cái thầy cô mà chủ nhiệm hoặc là các thầy cô dạy môn ngữ văn thì các thầy hoặc là có thầy, trường thì còn sử dụng cả những cái thầy cô mà ở trong cái là giáo viên mà tư vấn tâm lý cho học sinh ấy, thì sẽ dạy những cái chủ đề về khám phá bản thân và rèn luyện bản thân. Thế thì tôi thấy cũng có những cái trường thì người ta phân công giáo viên, các giáo viên bộ môn mà gần gũi với chủ đề gì thì họ sẽ dạy cái chủ đề đó cho cái hoạt động giáo dục theo chủ đề. Và nếu mà những cái giáo viên mà họ làm những cái giáo viên bộ môn mà người ta lại tham gia dạy các hoạt động giáo dục theo chủ đề này, thì buộc là cái phần chia sẻ về kết quả vận dụng những cái kinh nghiệm mới vào trong thực tiễn thì không thể tổ chức trong giờ sinh hoạt lớp được, thì họ sẽ kéo những cái nội dung đó lên vào trong cái tiết hoạt động giáo dục theo chủ đề. Cuối mỗi cái chủ đề thì họ sẽ làm.
Thế thì đấy là cái chúng tôi thấy là có một số trường họ tổ chức như vậy, thì cũng xin làm. Và hiện nay thì bộ cũng cho phép như vậy. Tôi biết là ở vụ trung học thì trong những cái hội thảo thì tôi thấy là các trường có nói với tôi là chúng em có nói cái hướng cách làm như thế trong cái hội thảo có cái sự tham gia của bên vụ trung học, thì thầy ở vụ trung học thì có nói là cũng được, cái phương án ấy là cũng được. Vâng, thế thì đấy là chúng tôi xin chia sẻ với các thầy cô, và chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta nên tăng cường cái sinh hoạt chuyên môn của cái tổ chủ nhiệm. Nếu như các thầy cô phân công cho giáo viên chủ nhiệm là phụ trách cái hoạt động giáo dục theo chủ đề, thì chúng ta nên là cho cái tổ chủ nhiệm với các thầy cô sẽ cùng nhau sinh hoạt chuyên môn để chia sẻ những cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái giáo án về cái hoạt động giáo dục theo chủ đề, để cho chúng ta học tập lẫn nhau và đỡ mất thời gian. Vâng. À, bây giờ câu hỏi của trường trung học cơ sở Nghĩa Hưng thì mọi người có hỏi thế này. À, theo thông tư 32 thì hoạt động trải nghiệm được thực hiện 3 tiết một tuần, gồm nội dung sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ đề và sinh hoạt lớp. Vậy nếu là một giáo viên làm công tác chủ nhiệm đã được giảm định mức 4 tiết một tuần đảm nhiệm dạy hoạt động trải nghiệm này, thì họ được tính bao nhiêu tiết trên tuần? 7 tiết hay 5 tiết? Thế thì thưa các thầy cô là cái này thì về việc tính tiết ấy, thì cái này là chúng tôi về quan niệm của những người về mặt lý mà nói, thì ai dạy tiết nào thì phải được thanh toán tiền đấy ấy, đúng không ạ? Tuy nhiên thì thanh sẽ được tính bao nhiêu tiết như thế nào, thì cái này thì bên cục nhà giáo họ sẽ có cái hướng dẫn cụ thể cho các nhà trường. Còn chúng tôi chỉ là tác giả sách giáo khoa nên chúng tôi không thể quyết định được cái điều này ạ. Vâng, vì hiện nay thì cái mà học sinh cái giáo viên làm công tác chủ nhiệm thì được cái định mức là 4 tiết một tuần, thì cái 4 tiết một tuần này thì có thể hiểu theo nghĩa nào. 4 tiết một tuần này là được hiểu cả cái tiết sinh hoạt lớp ở đây rồi, và có tính cái tiết là hoạt động giáo dục theo chủ đề không, thì cái này sẽ do là cục nhà giáo họ 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 quyết định. Thế còn chắc là được tính 7 tiết thì chắc là không đâu, bởi vì cái tiết sinh hoạt lớp thì đã được tính trong 4 tiết một tuần rồi. Rồi cái tiết hoạt động chào cờ ấy, thì cái hoạt động chào cờ này thì là sẽ do tổng phụ trách người ta thực hiện là chính, chứ không phải giáo viên chủ nhiệm thực hiện, chứ không thể được tính là 4 tiết đấy lại cộng với cả tiết chào cờ với tiết sinh hoạt lớp rồi các thứ vào nữa để thành 7 tiết được, thì cái đó là vô lý. Nhưng mà đấy là theo suy nghĩ của tôi. Thế còn tính cụ thể là mấy tiết thì chắc các thầy cô phải chờ cái hướng dẫn của cục nhà giáo của bộ mình thì sẽ có hướng dẫn cụ thể cái điều này. Vâng. À, còn các thầy cô có ý kiến gì khác nữa không ạ? Vâng. Vâng, trường điểm cầu có nickname là Nguyễn Trứ thì có hỏi như thế này. Phần kiểm tra không kiểm tra lý thuyết thì nếu mình kiểm tra trắc nghiệm và tự luận trên đề kiểm tra theo thang điểm 10, sau đó quy ra đạt hay là chưa đạt thì có hợp lý không cô? Và nếu kiểm tra bằng tình huống hay sắm vai theo nhóm thì có làm ma trận không? Vâng. Thưa các thầy cô là thế này. Thứ nhất là chúng ta không làm cái gọi là theo thang điểm 10 rồi mới quy ra đạt hay chưa đạt, mà chúng ta sẽ dựa trên các cái tiêu chí. Vâng.
ta sẽ dựa trên các tiêu chí là được thực hiện được bao nhiêu tiêu chí thì sẽ là đạt yêu cầu, và bao nhiêu tiêu chí trở lên thì sẽ được đạt yêu cầu, và nếu mà đạt được chỉ bao nhiêu tiêu chí trở xuống thì sẽ thuộc cái là mức chưa đạt yêu cầu, chứ chúng ta không 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 tổ không không theo, cho theo thang điểm 10 rồi lại tính ra rồi lại chuyển ra thành là quy theo hai mức các thầy cô nhé. Và mà chúng ta sẽ tính theo cái đánh giá theo tiêu chí. Vâng. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm nói rằng là hoạt động trải nghiệm có nhất thiết phải tổ chức một tiết một tuần hay có thể gộp lại tổ chức chung theo hình thức có hoạt động ngoại khóa hay không? Thì cái này tôi nói rồi, tôi nói về cái tính mở linh hoạt rồi. Thì các thầy cô tùy nhà trường có thể là tổ chức mỗi tiết một tuần, mà cũng có thể là ta gộp lại mấy tuần ta mới tổ chức mấy tiết liền. Thì cái đấy tôi nói rồi, đấy là cái tính mở và linh hoạt, và ta nên căn cứ theo cái tính chất của chủ đề cũng như căn cứ vào cái điều kiện thực tế của nhà trường mà ta tổ chức. Trường Trung học cơ sở Nghĩa Hưng có đề nghị là nhờ cô chuyển câu hỏi này đến cục nhà giáo dục chúng em ạ, về việc tính tiết. Vâng ạ, cái này thì chúng tôi sẽ đưa cái thắc mắc về cái tính vấn đề quy đổi tính tiết. Vâng. Bây giờ trường Trung học cơ sở Lý Tử Trọng thì có hỏi là tiết sinh hoạt dưới cờ năm học này giữa lớp 6 và lớp 7. Lại trôi đi rồi. Đây ạ. Vâng, như vậy là có cái câu hỏi nói về cái chuyện là việc cái việc là tổ chức tiết chào cờ. Vâng, thì giữa cái khối 6 và khối 7 thì bây giờ theo tổ chức như thế nào, và sau này thì lại có cả lớp 8, lớp 9 nữa mà tổ chức chung toàn trường thì như thế nào? Thì thưa các thầy cô, thì tôi xin giải thích như thế này, là cái lớp 6 hay lớp 7 hay lớp 8 hay lớp 9 ấy, thì cái chương trình của nó thì nó cũng mang cái tính đồng tâm, nó đều có 9 chủ đề, và nếu mà nhà trường mà sắp xếp thứ tự thực hiện các cái chủ đề thì phải sắp xếp chung cho cả cả trường. Và như vậy thì dù là lớp 6, lớp 7 hay lớp 8, lớp 9 thì nó vẫn theo cùng một cái chủ đề, hoặc là cùng là cái khám phá bản thân, hoặc cùng là rèn luyện bản thân, hoặc là cùng là những hoạt động về môi trường, hay cùng là các hoạt động hướng vào gia đình, hướng tới cộng đồng, vân vân. Tức là các chủ đề là nó cùng đồng tâm cả. Thế thì với mỗi một cái chủ đề như vậy thì lớp 6 thì người ta thiết kế một số các cái hoạt động, cái hình thức chào cờ, rồi lớp 7 cũng thiết kế một số cái hình thức chào cờ, xong này lớp 8, lớp 9 như vậy cũng như vậy. Thế thì khi mà các thầy cô tổ chức chào cờ thì phải tổ chức chung của toàn trường, chứ không thể là như một số thầy cô hỏi tôi là như vậy là cái đầu buổi thì bọn em cái nghi lễ chào cờ thì bọn em tổ chức chung, sau đó thì đến cái phần hoạt động theo chủ đề thì chúng em chia về từng lớp để cô giáo chủ nhiệm tổ chức cái phần đấy không, trong cái tiết chào cờ không, thì không đúng với thầy cô nhé. Mà chào cờ là phải tổ chức theo quy mô trường, và cái này là các thầy cô ở nhà trường là hết sức linh hoạt, các thầy cô có thể nghiên cứu để mà lựa chọn một cái hình thức chào cờ ở lớp 6 hoặc lớp 7 hoặc lớp 8, lớp 9. Chúng ta có hẳn một cái ngân hàng các hoạt động chào cờ về cái chủ đề đó để cho các thầy cô nghiên cứu và lựa chọn cái hình thức nào cho nó phù hợp. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà các thầy cô chọn cái hình thức chào cờ mà ví dụ trong sách lớp 6 đã gợi ý, thì các thầy cô nên lấy học sinh lớp 6 làm cái lực lượng nòng cốt
trong cái tiết chào cờ đó và học sinh các khối lớp khác đã có cái sự tham gia. Nếu mà các thầy cô chọn cái hình thức chào cờ trong sách lớp 7 để tổ chức cho toàn trường thì các thầy cô hãy lấy cái học sinh khối 7 làm lực lượng nòng cốt trong cái hoạt động chào cờ ấy. Và thưa các thầy cô là có những cái hoạt động mà có những hình thức hoạt động mà tôi nghĩ là khối lớp nào tham gia cũng được, đúng không ạ? Ví dụ như là tôi nghĩ hình thức như hội diễn văn nghệ chẳng hạn thì lớp nào cũng có thể tham gia những cái tiết mục văn nghệ về cái chủ đề đó, về cái chủ đề thầy cô và mái trường, về cái chủ đề là bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên, về cái chủ đề nào khác. Thế thì đấy là những cái hình thức đó, là hoặc là cái không những là hội diễn văn nghệ mà ví dụ như là cái trình diễn thời trang thân thiện với môi trường thì nhóm nào, lớp nào cũng có thể tham gia được. Hay là những hình thức như là giao lưu với các cái nghệ nhân ở địa phương hoặc là giao lưu với những người lao động tiêu biểu ở địa phương thì học sinh lớp khối lớp nào cũng có thể giao lưu được. Như vậy tôi thấy là hoặc là những cái trò chơi như là trò chơi rung chuông vàng hay là trò chơi về cái đuổi hình bắt chữ tổ chức ở toàn trường thì học sinh khối lớp nào các em cũng tham gia được. Hay là những cái hình thức về thi tìm hiểu thì học sinh về một cái chủ đề mà nó liên thông giữa các khối lớp thì học sinh lớp nào các em cũng, khối nào các em cũng tham gia được. Nhưng khi chấm thi những cái cuộc thi tìm hiểu đó thì ta phải đánh giá theo cái trình độ của từng học sinh khối lớp và ta sẽ có cái gọi là ví dụ giải nhất là cho khối 6, giải nhất cho khối 7, giải nhất cho khối 8, giải nhất cho khối 9, tức là đánh giá theo khối lớp. Vâng, thì tôi nghĩ rằng là cái này là cần cái sự hết sức linh hoạt và sáng tạo của các nhà trường để mà lựa chọn cái phương pháp và cái hình thức tổ chức cái hoạt động chào cờ như thế nào để cho tất cả các học sinh trong các khối lớp đều tham gia được, bởi vì các khối lớp trong cùng một thời điểm là nó đều thực hiện các hoạt động về các cái chủ đề giống nhau, chỉ có điều mức độ khác nhau và hình thức tổ chức thì có, chúng tôi có những cái gợi ý khác nhau ở các cái khối lớp, nhưng mà các thầy cô có thể coi đấy nó là một cái ngân hàng các cái hoạt động để các thầy cô lựa chọn và tổ chức cho học sinh. Thế cái này nó không quá cứng ở cái tầm chào cờ các thầy cô nhé. Vâng, tôi xin tiếp những cái câu hỏi khác. Vâng, câu hỏi tiếp theo của điểm cầu có nickname là Đặc Thương, có nói thế này: đa số chúng em vừa dạy hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, vừa dạy bộ môn chuyên môn của mình, vừa làm công tác chủ nhiệm và nhiều công tác khác, trường lại thiếu giáo viên, chúng em gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị kế hoạch giảng dạy, nhất là phần kiểm tra định kỳ. Em mong cô gợi ý cho chúng em một số giải pháp ạ. Thế thì thưa các thầy cô là thế này, trong sách giáo viên ạ, thì chúng tôi đã có gợi ý cho các thầy cô 4 cái đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1, cuối học kỳ 1, giữa học kỳ 2 và cuối học kỳ 2 dưới những cái hình thức kiểm tra khác nhau. Có cái là kiểm tra dưới hình thức dự án, có cái thì kiểm tra dưới dạng là thực hành, có cái thì kiểm tra dưới cái dạng là bài kiểm tra viết. Thế thì các thầy cô có thể tham khảo 4 cái đề kiểm tra đấy các thầy cô nhé. Thậm chí là có thể sử dụng luôn 4 cái đề kiểm tra ấy để mà tổ chức kiểm tra định kỳ cho học sinh của mình. Cũng như là cái kế hoạch giảng dạy thì xin các thầy cô là tham khảo trong sách giáo viên. Thì trong sách giáo viên người ta có gợi ý rất nhiều cái tức là các cái phương án, các cái hoạt động trong mỗi một cái tiết khác nhau. Thế thì các thầy cô cũng có thể tham khảo vào đấy để mà chuẩn bị cái kế hoạch giảng dạy. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể lập thành một cái mạng lưới
các thầy cô tham gia tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6, hoặc là các thầy cô tổ chức các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 vân vân, để các thầy cô có thể là chia sẻ những cái bài soạn của mình trên cái nhóm nhóm Zalo ấy, hoặc là nhóm Gmail ấy, để chúng ta học tập kinh nghiệm với nhau, và chúng ta trên cơ sở là chúng ta chia sẻ những cái giáo án với nhau, thì chúng ta học tập được điều gì và cái gì mà chúng ta có thể bổ sung thêm, thì tôi nghĩ cũng rất là tốt. Trước đây thì ở lớp 6 tôi thấy các thầy cô cũng đã có chia sẻ những cái giáo án hoặc là chia sẻ những cái đề kiểm tra của mình. Vâng, thì các thầy cô có thể lập thành các cái nhóm chuyên môn như vậy để mà chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế, và chúng tôi thì cũng có thể tham gia vào những cái nhóm của các thầy cô để chia sẻ với các thầy cô một số những cái bài soạn hoặc là một số những cái đề kiểm tra định kỳ. Vâng, thì xin các thầy cô chú ý, và tôi nghĩ là chúng ta nên tăng cường cái sinh hoạt tổ chuyên môn các thầy cô nhé, tổ chuyên môn trong trường mình, và tham gia cái chuyện kết nối chuyên môn qua mạng để mà chia sẻ kinh nghiệm thì rất là tốt ạ. Vâng, điểm cầu có nickname là Lưu Thị Thu gì đấy, thì có hỏi là chúng em vừa dạy hoạt động trải nghiệm vừa làm công tác đội, vậy với cái hoạt động trải nghiệm này em được tính tiết không, và nếu được tính thì tính mấy tiết một tuần, cái này tính tiết thế nào thì xin là để cục nhà giáo các thầy cô nhé, hướng dẫn các nhà trường, chứ chờ chúng tôi nói, nhưng mà cái thì không không phải chức năng nhiệm vụ của chúng tôi, thì có thể nó lại sau này cục nhà giáo họ đưa ra cái văn bản hướng dẫn nó lại khác đi, thì sẽ rất khó cho các thầy cô, đúng không ạ? Vâng, thì cái này không phải chức năng nhiệm vụ của chúng tôi, nhưng mà quan điểm của chúng tôi là ai dạy tiết nào thì phải được tính cái thù lao tiết đó, thì đấy là cho nó xứng giữa cái lao động mình bỏ ra và cái thù lao của mình, về nguyên tắc là như thế. Trường Trung học cơ sở Tây Phú có nói rằng là để chuẩn bị một tiết dạy như vậy thì giáo viên và học sinh tốn rất nhiều thời gian đầu tư, nhưng học sinh còn học rất nhiều môn học khác nữa, giáo viên còn dạy môn chính của mình nữa, nên khó có thể đạt được như vậy đâu. Tức là cái này là các thầy cô có nói về, có so sánh cái tiết minh họa đúng không ạ? Vâng, thế thì bây giờ thì tôi nghĩ rằng là nó phải dần dần, ngay lập tức thì khi mà chúng ta mới tổ chức cho học sinh thì học sinh nó cũng có thể là chưa làm tốt ngay được, nhưng mà nếu chúng ta tổ chức nhiều thì học sinh nó sẽ rất là, tức là những cái khả năng, cái năng lực của học sinh nó sẽ được nâng cao dần. Thế bây giờ thế này, thời gian thì nó cũng hết rồi, thì để kết luận cho cái buổi ngày hôm nay thì tôi muốn mời các thầy cô xem một cái phóng sự rất là ngắn thôi của đài truyền hình Hải Phòng, họ thực hiện về cái, họ nói về cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, trong đó thì có những ý kiến của giáo viên, của học sinh chia sẻ về cái hoạt động này để các thầy cô thấy được. Và tôi nghĩ rằng là những cái băn khoăn của thầy cô này hoàn toàn rất chính đáng, khi mà chúng ta đang chuẩn bị để mà tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng bảy như vậy cho học sinh, nhưng những cái băn khoăn này có lẽ là bây giờ giải đáp ngay trong một cái thời gian còn lại này thì cũng không đủ, thì tôi đề nghị là các thầy cô có thể là ghi cái số điện thoại của tôi, các thầy cô có thể kết nối Zalo với tôi, hoặc là một thầy cô nào trong lớp mình ấy sẽ lập thành một cái nhóm Zalo của mình ngày hôm nay, ví dụ như hoạt động trải nghiệm 7 ngày là bao nhiêu đấy, ví dụ ngày này ngày 25 tháng 7 chẳng hạn, và chúng ta sẽ có một cái liên lạc với nhau qua cái kênh Zalo này, và các thầy cô có câu hỏi gì thì các thầy cô sẽ tiếp tục gửi cho tôi, để và các bạn trong cái nhóm để chúng ta cùng giải đáp chia sẻ kinh nghiệm với nhau nhé. Thì các thầy cô ghi cái số điện thoại của tôi này. Vâng, các thầy cô ghi được chưa ạ? 088, cho đánh máy lên được tôi, 088 888 9599. Vâng, đấy là cái điện thoại của tôi ạ. Thế thì các thầy cô
một thầy cô nào trong lớp thì có thể lập một cái nhóm Zalo ạ và gửi cái đường link cho các thầy cô khác trong lớp để các thầy cô có thể là vào cái nhóm Zalo đó để chúng ta sẽ cùng đồng hành chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong quá trình thực hiện nhé. Thế bây giờ thì xin các thầy cô là xem một cái phóng sự ngắn của đài truyền hình Hải Phòng, họ thực hiện nói về cái hoạt động trải nghiệm nghề hướng nghiệp này. Vâng, tôi là Lưu Thu Thủy ạ. Vâng, đấy là số điện thoại của cô của tôi nhé. Vâng, thế bây giờ xin mời các thầy cô sẽ xem cái phóng sự nhé. Vâng. Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đó là bên cạnh hệ thống mô. Thưa quý vị, một trong những đổi mới rõ rệt nhất của chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đó là bên cạnh hệ thống môn học cơ bản còn có hoạt động giáo dục bắt buộc thực hiện xuyên suốt từ lớp 1 cho đến lớp 12 ở cấp tiểu học gọi là hoạt động trải nghiệm, còn ở cấp trung học là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Mục tiêu của hoạt động này đó là giúp cho học sinh hình thành và phát triển các năng lực đặc thù để có thể thích ứng tốt nhất với cuộc sống. Hay nói cách khác, bên cạnh kiến thức thuần túy, các em sẽ được trang bị những kỹ năng sống đa dạng ở các lĩnh vực để có thể làm chủ cuộc sống tốt hơn, gắn với định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Vậy thì các nhà trường đang tiếp cận hoạt động giáo dục này như thế nào? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhóm chúng em xin mời quý vị đại biểu cùng xem lại quá trình làm món nem hải sản của nhóm chúng em. Đây là tiết học minh họa của cô trò trường Trung học cơ sở An Đà và Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, quận Ngô Quyền về hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Bài học của các em hôm nay là tự chăm sóc bản thân, tìm hiểu thực hành nghề nghiệp như làm hướng dẫn viên hay làm đầu bếp. Em cảm thấy là cái môn học này rất là vui, làm những cái món đơn giản như là nấu một bữa cơm gia đình thì bọn em có thể làm dễ dàng và món ăn rất là ngon. Cô sẽ giao cho em đề bài và chúng em sẽ tự lập nhóm, tìm thành viên và tìm và thuyết trình ạ. Em có định hướng là mình sẽ làm nghề y vì nghề y sẽ giúp mọi người là chữa bệnh và em có thể giúp mọi người tất cả những gì mà em có thể làm được ạ. Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp được triển khai ở khối lớp 6. Theo chương trình mới, hoạt động này sẽ có rất nhiều chủ đề thú vị và bổ ích như kiểm soát cảm xúc bản thân, cách chi tiêu hợp lý, xây dựng kế hoạch cộng đồng hay tìm hiểu nghề nghiệp. Ngoài những điều mới mẻ thiết thực từ cuộc sống, điều các em thu được còn là niềm vui. Cảm xúc tích cực sẽ thúc đẩy quá trình học tập. Từ đây, kinh nghiệm sẽ hình thành một cách tự nhiên, chuyển hóa thành trí thức mới, hiểu biết mới và cả kỹ năng mới, giúp cho các em thích ứng tốt hơn với cuộc sống. Đối với bộ môn hoạt động trải nghiệm này, học sinh rất là tự tin, rất là chủ động và tham gia nhiệt tình ở trong hầu hết tất cả các hoạt động. Và sau mỗi hoạt động thì chúng tôi luôn luôn thấy những cái nụ cười tươi rất là vui vẻ, rất là sảng khoái. Và những cái năng lực của các em sẽ tiếp tục được hoàn thiện dần trong những cái chương trình mới, trong những nội dung sắp tới. Giữa cái việc dạy học, các môn học với lại hoạt động trải nghiệm nghiệp thì nó khác hẳn nhau ở cái chỗ là ví dụ như ở các môn học thì cái hoạt động khám phá của các em là các em khám phá những kiến thức mới được trình bày trong sách, còn ở cái hoạt động trải nghiệm nghiệp hoàn toàn là được kinh nghiệm thì các hiểu biết mà các em đã có được qua các môn học, qua thực tế cuộc sống. Hoạt động trải nghiệm tôi đặc biệt quan trọng cái việc mà thực hành vận dụng ở gia đình, ở nhà trường và xã hội, ở cộng đồng để mà từ đó hình thành các cái phẩm chất, các cái năng lực. Chứ ở đây mình không đi vào khái niệm, không đi vào những cái kiến thức là hàn lâm ở đây. Bên cạnh phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung như các môn học khác, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp còn tập trung phát triển các năng lực đặc thù, đó là năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp. Trải nghiệm hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc trong nhà trường, giúp cho các học sinh có thể hình thành các phẩm chất và năng lực cốt lõi cho cuộc sống sau này. Đây được xem như là một làn gió mới có thể góp phần làm thay da đổi thịt cho nền giáo dục Việt Nam. Tuy mới đang ở giai đoạn thể nghiệm ban đầu, nhưng có rất nhiều tín hiệu tích cực chúng ta có thể nhìn thấy được từ hoạt động giáo dục này. Trước đây thì chúng ta còn băn khoăn rằng học sinh chỉ học kiến thức thôi mà ít được trang bị kỹ năng sống. Thì nay chúng ta đã có chương trình, có sách giáo khoa, có thời lượng bắt buộc ở các cấp học. Vấn đề còn lại là tổ chức dạy và học như thế nào cho hiệu quả mà thôi. Thưa thầy cô, như vậy là chúng ta vừa mới xem cái phóng sự của đài truyền hình Hải Phòng nói về cái hoạt động trải nghiệm ở cái lớp 6. Vâng, thế thì
Tôi nghĩ là thông qua cái phóng sự này thì chắc chúng ta cũng hiểu ra được một vài điều. Thế còn cái gì chúng ta tiếp tục thắc mắc thì xin các thầy cô hãy cùng nhau chia sẻ qua cái Zalo nhé. Thế thì sẽ về tôi, nếu mà không có bạn nào ở trong cái nhóm chúng ta ngày hôm nay mà lập được cái nhóm Zalo thì tôi sẽ về tôi lập cái nhóm Zalo và cùng cháu lập luôn cho tôi các em, cháu lập luôn cho cô về và gửi cái đường link cho các thầy cô để các thầy cô vào cái. Vâng, à đây ạ, tôi đã thấy có một thầy cô đã tạo cái đường link rồi đấy ạ. Đâu nhỉ? Vâng, cháu gửi lại và ghim cái tin ấy lại để cho mọi người biết để vào. À thế à? Lấy một cái thôi. Được chưa? Đâu rồi? Cuối hả? Đâu, cháu lấy cái nào? Cái này hả? Có tên cô hả? Lộc. Đây. Lấy cái này. Các thầy cô ơi, các thầy cô có thể quét cái mã QR này ạ. Ở trên đã có một thầy cô là giúp nhóm mình lập cái nhóm Zalo và đưa cái mã lên trên màn hình rồi đấy ạ. Thì các thầy cô có thể quét cái mã này để vào được nhóm ạ. Và sau khi vào nhóm rồi thì trong quá trình chúng ta thực hiện thì xin các thầy cô là chúng ta có thể chia sẻ những cái thắc mắc, những băn khoăn của chúng ta và thậm chí cả những kinh nghiệm ạ. Nếu trường nào có kinh nghiệm gì tốt thì các thầy cô cũng có thể chia sẻ để cho chúng tôi cũng như là các cái điểm cầu khác ạ, các cái thầy cô các địa phương khác, các trường khác, các thầy cô học tập, các thầy cô nhé. Cho nên chúng ta không phải là chỉ có chia sẻ những cái khó khăn thắc mắc đâu ạ, ta chia sẻ kinh nghiệm nữa nhé. Vâng, xin rất là chào, xin cảm ơn các thầy cô và mong là chúng ta sẽ giữ những cái liên lạc với nhau thật là khăng khít để mà có gì thì chúng ta sẽ chia sẻ những cái băn khoăn thắc mắc và những cái kinh nghiệm của bản thân. Vâng, các thầy cô vào nhóm theo cái mã này, mã QR này các thầy cô nhé. Vâng, xin cảm ơn các thầy cô về một ngày làm việc rất là tích cực. Và chúc các thầy cô chúng ta có nhiều sức khỏe và có những cái tâm huyết để chúng ta vượt qua những cái khó khăn thử thách, tổ chức có hiệu quả cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 cho học sinh trường mình, lớp mình, địa phương mình. Xin cảm ơn và xin tạm biệt các quý thầy cô. Chào cô. Xin cảm ơn cô. Vâng ạ, xin chào các thầy cô ạ. Vâng, xin. Thank you.